Ngày 4 tháng 10 năm 2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78 năm 2002 về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và Quyết định số 131 năm 2002 về việc thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm tách tín dụng chính sách ưu đãi ra khỏi tín dụng thương mại trên cơ sở tổ chức lại ngân hàng phục vụ người nghèo. 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã khẳng định được vai trò và sức mạnh của một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, sáng tạo duy nhất của Việt Nam, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xã hội tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Từ một hộ nghèo, nhờ tiếp cận nguồn tín dụng chính sách và được chính quyền, hội đoàn thể hỗ trợ phương án làm kinh tế hộ, mà gia đình anh Võ Văn Thành ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đã vươn lên thoát nghèo và trở thành điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Bản thân tôi là cũng tổ trưởng tổ vay vốn nữa, cho nên là phải lồng những cái mô hình để cho những hộ viên của trang cái tổ của chúng tôi để thấy những cái mô hình nuôi vay tiền của ngân hàng chính sách về nuôi để có cái hiệu quả cái kinh tế để phát triển cái kinh tế cho gia đình. Từ thực tế cho thấy, từ các nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn để khôi phục sản xuất, giúp cho hàng nghìn lao động có việc làm, xây dựng hàng nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Chính sách xã hội cũng tạo điều kiện để giúp cho các vị nông dân đây trong thời gian qua kinh tế không khó lên cũng nhờ cái chỉ là có tiếp cận vào ngân sách xã hội. Từ hai chương trình ngày đầu mới thành lập đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Nẵng đang thực hiện 14 chương trình trung ương giao và 3 chương trình cho vay đặc thù thành phố giao. 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% phường xã trên toàn thành phố với tổng dư nợ gần 10.000 tỷ đồng. Với khoảng 420.000 lượt khách hàng được vay vốn, dư nợ tăng bình quân 180 tỷ đồng mỗi năm. Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực để thành phố hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước các giai đoạn. Và nguồn vốn ủy thác qua các năm là 20 tỷ đồng thì hiện nay thì cũng đã chỉ đạo ngân hàng chính sách là hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những cái người dân khó khăn vay để cái tạo cái công ăn việc làm, đào tạo nghề để người ta có cái vốn thu nhập để người ta vươn lên cải thiện cái kinh tế. Đặc biệt khi đại dịch COVID-19 xảy ra, thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã kịp thời giải nguồn vốn cho hơn 12.200 lao động, tự tạo việc làm, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống. Thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã giải ngân 113 tỷ đồng vốn phân bổ thực hiện 4 chương trình cho vay phục hồi sau đại dịch. Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố vào mục tiêu chung của thành phố vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong năm 2022 và các năm tiếp theo thì thành phố sẽ tiếp tục dành các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội. Thì trong đó thì sẽ ưu tiên nguồn lực ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để thực hiện tín dụng chính sách nhằm thực hiện tốt chương trình 4 an và chương trình 503 có của thành phố, đồng thời sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu tham mưu các chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn mới. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đã khẳng định đây là công cụ hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời cũng là dấu mốc thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.